Xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube Sơm Công Nghệ. Clip ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về việc chúng ta thực hiện cái thủ tục đăng ký mua xe máy mới bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2023. Thì do cái vụ án mà định danh biển số theo mã số định danh cá nhân á, thì chúng ta có những thủ tục nó thay đổi ha. Cái món đầu tiên là chúng ta phải đăng ký cái xe chúng ta nghĩa là kê khai cái tờ khai đăng ký xe đó à, online thì à, nếu mà không có cái thông tin cá nhân của bản thân mình trên hệ thống đó, thì mình sẽ chạy lại cái cơ quan đăng ký còn nếu ai có thì phải đăng ký online ha rồi cái món tiếp theo để mà đăng ký online được thì các bạn phải làm gì phải có cái căn cước công dân và phải định danh theo cái à, đây là định danh điện tử theo cái mức độ 2 còn những bạn nào mà còn xài chứng minh nhân dân chưa làm căn cước thì chạy lại kia đăng ký như cái à, gì đó hoặc là có thể là họ sẽ hướng dẫn các bạn bên công an á họ sẽ hướng dẫn các bạn là làm lấy mã số định danh rồi sau đó thực hiện định danh đó. Thì, thì lấy cái mã số đó để ta làm tờ khai online rồi tiếp theo là các bạn gì à, đăng ký online làm sao là chúng ta đăng chúng ta kê khai ở trên cái cổng dịch vụ công quốc gia của bộ công an đó thì sau khi đăng ký thành công á thì cái cổng thông tin này nó sẽ gửi cái tin nhắn để thông báo cái mã số hồ sơ về cho cái người chủ xe rồi rồi chúng ta xách cái mã số hồ mã số này nè cái tin nhắn đó, đó chúng ta đem lại cái cơ quan đăng ký xe thẩm quyền nếu như các bạn đi xe máy thì chúng ta ra cấp xã nha xe à, uh, phần khối lớn cũng ra cấp xã luôn rồi nếu như mà cái trường hợp mà không thực hiện được cổng vụ công là do không có dữ liệu như tôi nói nãy hoặc là lỗi kỹ thuật á thì làm trực tiếp luôn đó rồi tiếp theo cái dữ liệu từ các cái thành phần trong cái hồ sơ đăng ký xe thì do hệ thống đăng ký quản lý xe tiếp nhận rồi tiếp theo là họ sẽ xử lý dữ liệu và làm cho các bạn tiếp theo nè à, những cái người mà đã từng có chiếc xe máy trước đây rồi được chưa đã từng xe máy đây rồi mà bây giờ ta mua thêm một cái xe máy mới nữa thì à, chúng ta sẽ thực hiện định danh cái biển số xe máy mới theo cái căn cứ công dân của chúng ta được chưa còn cái xe máy cũ thì trời chuyển đổi nha các bạn đấy rồi cái mọi thủ tục mà thuế rồi kia hay gì đó thì ở bên cái chỗ bán xe họ sẽ đi đến gặp chúng ta rồi sau đó họ sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta bốc biển số, được chưa? Đó. Thì cái chi phí bóc biển số thì cũng như trước đây thôi. Ví dụ như mà xe từ 5 tới 15 triệu mà xe xe mới 5 15 triệu chắc chỉ có xe 50 thôi các bạn. Thì các bạn sẽ đóng cái lệ phí thấp nhất mà xe là trên 40 triệu thì lệ phí cao nhất. Đối với những cái chiếc mà trên 40 triệu Ví dụ như là Vision, Air Black rồi exciter rồi ở Hồ Chí Minh với ở Hà Nội thì phí đăng ký biển mới là 4 triệu ha còn nếu mà thấp hơn 40 triệu mà cao hơn mức 15 triệu á thì phí đăng ký là 2 triệu được chưa đó là hai cái thành phố mà có cái giá đăng ký cao nhất rồi còn ở các cái tỉnh lẻ thì sao các cái tỉnh lẻ thì nếu mà ở thị xã ở thành phố thuộc tỉnh á, xe trên 40 triệu thì các bạn sẽ tốn đâu đó 800 ngàn tiền đăng ký biển mới còn cái xe mà dưới cái mức 40 triệu mà trên 15 triệu thì các bạn chỉ có tốn 400 thôi rồi còn ở các cái vùng nông thôn vùng xã khác thì sao nếu các các vùng nông thôn vùng xã khác thì cái chi phí nó rẻ các bạn thấp nhất năm chục cao nhất là tôi nhớ là trăm hai đó thì là vậy đó các bạn trong cái câu chuyện này thì những cái người mà mua xe mới là đã có căn cước công dân rồi phải thực hiện cái định danh điện tử mức 2 để chúng ta đăng ký dịch vụ công mà nếu các bạn không biết thì có thể là đi vô đó như là ở bên công an xã hồi xứ nhận các bạn làm tờ khai ở quê tôi đó thì tôi có gặp mấy người đi mua xe họ, họ là nông dân họ biết gì chân họ cũng được hướng dẫn nha nói chung thì bây giờ mục tiêu của chính phủ là quản lý tất cả những chiếc xe máy người dân nói chung là tài sản có giá trị của người dân để làm gì các bạn sẽ thấy ừ đồ người dân quản lý làm chi thứ nhất là quản lý là để tránh cái chuyện trộm cướp cái thứ hai là tránh cái chuyện mà gây tai nạn xong rồi chối bỏ trách nhiệm các bạn sẽ thấy một vấn đề rất rõ ở cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái định danh biển số theo từng người là gì ví dụ tôi đi À, tôi có chiếc xe biển số 1234 Rồi sau khi mà tôi bán cái xe tôi cho thằng bạn của tôi Được chưa Nó là cái thằng chưa mua xe bao giờ nha Thì nó sẽ đi ra sang tên đầu tôi Và nó bóc cái biển số xe mới Dù hai thằng ở gần nhà nha không à, Cùng sớm nhau à, Bóc cái biển số mới Đó Thì tôi giữ lại biển số 1234 của tôi Được chưa Rồi Thì nó bóc cái biển số mới là 5678 chẳng hạn thì nó sẽ gắn cái xe năm số 18 nó vô chiếc xe mà nó vừa mua của tôi Rồi tôi bán xe rồi tôi không có xe tôi chạy tôi đi xe đạp tôi vẫn cầm cái biển số 124 trên tay Rồi tôi để dành tiền tôi có được tiền tôi mua chiếc xe mới Thì tôi sẽ không bóc biển số nữa mà tôi sẽ lấy biển số đã có tôi gắn vô tôi chạy tiếp Rồi nó chống trộm cắp rồi chống mất xe ở chỗ nào Ví dụ bây giờ khi ra đường công an thấy biển số xe 124 công an dò hệ thống Công an thấy ừ xe này là của tôi được chưa nếu như mắc lại thằng chạy không phải là tôi thì ít ra cái thằng chạy cũng phải là bạn bè anh chị em và họ hàng nói chung là người thân quen của tôi được chưa nếu như cái thằng chạy là một người xa lạ không quen biết gì tôi không liên quan gì tôi hết chưa gặp tôi bao giờ nói chung là một người lạ đó thì công an sẽ đặt câu hỏi ra à tại sao mày lại chạy cái biển số xe này công an không quan tâm chiếc xe nha công an không quan tâm cái biển thôi tại sao mày lại chạy cái biển số xe này nếu như mà dò cái biển số với cái xe được chưa cùng mã đăng ký hết mà thằng chạy không bạn bè với tôi thì công an đặt nghi vấn liền mày ăn cắp phải không đó rồi tiếp theo đó là cái điều hợp thứ nhất trường hợp thứ hai nó lấy chiếc xe của tôi về nó quăng cái biển số đi tôi bị mất biển tôi mất biển số nha tôi báo công an thì công an sẽ xác minh làm lại cho tôi đó tôi sẽ đóng tiền chi phí nó lấy chiếc xe của tôi xong nó chọi biển số nó bỏ biển số nó giấu đầu nó không biết rồi là xách cái chiếc xe nếu như nó dám gắn cái biển số của nó hoặc của thằng khác vô để nó chạy nha thì nó càng liều dữ nữa ví dụ nó gắn cái biển số của nó vô đi thì sao thì công an thấy công an giả sử nó gặp trường hợp mà cảnh sát giao thông quát lại đó thì bên cảnh sát giao thông sẽ thắc mắc à cái biển số này của mày tại sao lại gắn với cái xe này đó là tại sao lại gắn xe của tôi được chưa biển số của nó gắn cái xe của tôi rồi là lụm liền đó khi mà dữ liệu liên thông với nhau thì bên công an họ sẽ dễ lụm đầu những thằng trộm cắp lắm đó ngày xưa thì uh, nó chạy lông bông nó luộc đồ khi nó chôm xe bây giờ nó chỉ còn nhất một cái trường hợp là luộc đồ thôi nhưng mà cái xe cũ mềm rồi chạy năm sáu cây rồi các bạn nghĩ sắt đồ ra luộc rồi còn chạy ngon không nó không hề ngon chút nào à, chỉ bán được ba cái đồ mũ thôi ha à, chỉ bán dây chai sắc dụng rồi về nó nấu nhôm nấu gan lại mà cái lóc xe máy xe rồi các bạn sắt cái đó thì nấu lại thì nó cũng phức tạp lắm còn bán dây chai thôi nói chung là chôm xe bây giờ chỉ về bán dây chai thôi không làm gì được à, nếu như xe À, hơi cũ cũ mà xe mới chắc mới mua chạy hai ba ngàn cây thì ok còn lục đồ được nha đó nhưng phải luộc cho lẹ rồi luộc lẹ xong mất số máy mất không mất sườn luôn nhưng mà cái biển số của người cũ thì không mất họ vẫn có thể đi ra báo mất biển số và công an cấp lại cho họ biển số mới đó thì tôi chia sẻ tới đây à, tôi ví dụ cái trường hợp này để các bạn hiểu rằng cái việc đăng ký xe máy mới bây giờ là yêu cầu các bạn phải có cái gì thứ nhất là các bạn phải có đã làm cái căn cứ công dân rồi thì các bạn sẽ đăng ký định danh điện tử mức 2 để các bạn đăng ký tờ khai online trên cái cổng dịch vụ công quốc gia rồi sách cái mã số hồ sơ đem về cái cơ quan cấp xã của mình thì dựa vào cái hồ sơ đó mà họ sẽ thực hiện cho các bạn bốc biển số mọi việc thì cũng không khác trước đây là bao nhưng bây giờ cái biển số nó sẽ theo các bạn mãi mãi các bạn không có bán cái biển số đó cho số dây được lỡ bị mất rồi ra công an xin lại làm lại cho bạn rồi thì các xe các bạn bán cho ai bán người khác chẳng nữa nhưng cái biển số vẫn giữ lại nha người khác mua xe về thì họ chỉ mua được chiếc xe thôi không mua được biển số nếu như họ cùng tỉnh cùng sớm với bạn luôn những khác tỉnh mình không nói nha rồi thì đôi điều chia sẻ về cái việc mà thủ tục mua xe máy mới như vậy là một cái ví dụ ở đây thì kết thúc cũng mong là các bạn uh, sao ta gọi là đọc mà hiểu nó luôn tại thực ra thì pháp luật nó phức tạp đó các bạn đôi khi các bạn đọc và ngắm hai ba lần mới hiểu á rồi nếu còn thắc mắc gì các bạn uh, comment ở bên dưới ha tôi biết thì tôi chia sẻ trả lời cho các bạn để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về cái câu chuyện uh, xe máy bye bye